Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Hà Nội, 15 trẻ nhỏ tiêm nhầm vaccine COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở nhiều tỉnh miền Trung. Anh có thể đã chạm đỉnh dịch sau 4 tháng mở cửa. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội, trẻ nhỏ bị tiêm nhầm vaccine COVID-19. 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi ở huyện Quốc Oai bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 Pfizer. Sở Y tế thành phố thông báo khuya ngày 4 tháng 11, sự cố y khoa xảy ra tại trạm y tế xã Yên Sơn ngày 3 tháng 11 khi nơi này tổ chức tiêm chủng cho các cháu độ tuổi từ 2 đến 4 tháng tuổi. Do sơ suất, nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine Pfizer cho trẻ em. Các bé sau đó được đưa đến bệnh viện theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi Trung ương để đến thăm khám cho trẻ. Hiện sức khỏe của các bé đều ổn định, một số có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã báo cáo Bộ Y tế tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Huyện Quốc Oai đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 nhân viên và đình chỉ công tác đối với nhân viên trực tiếp để xem xét trách nhiệm, rà soát quy trình tiêm chủng cho trẻ em. Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội, không để tình huống tương tự xảy ra. Hà Nội chưa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo kế hoạch, từ nay đến quý 1 năm 2022, toàn bộ trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm theo lộ trình tiêm trước các em 16 đến 17 tuổi, hạ dần độ tuổi ưu tiên khu vực đang có dịch. Theo lịch tiêm chủng, trẻ từ 2 đến 6 tuổi được tiêm các mũi 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 phòng các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh Haemophilus influenzae type B gây ra viêm phổi, viêm màng não mủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp. Ngày 4 tháng 11 theo giờ Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự kiến chiêu đãi tại Phủ Tổng thống. Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Macron hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Pháp tại chuyến công du châu Âu lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ, đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực. Tổng thống Macron mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Thông báo Pháp hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine qua kênh song phương và 970.000 liều vaccine qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều. Điều này minh chứng cho thấy tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc gia, quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Macron đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đặc biệt trong vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và vị thế của Pháp trong Liên minh châu Âu cũng như trên trường quốc tế, hoan nghênh các quốc gia trong đó có Pháp phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực. Hai lãnh đạo nhất trí cùng xây dựng kế hoạch hàng năm với những nhiệm vụ cụ thể hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp năm 2023. Pháp hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam chuẩn bị cho hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt-Pháp lần thứ 12 tại Hà Nội vào cuối năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron nhấn mạnh cần củng cố hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, cùng thống nhất các phương hướng và biện pháp hợp tác trong thời gian nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trao đổi thương mại giữa hai quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp, hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực trọng điểm như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, môi trường, năng lượng và hàng không vũ trụ, cùng hướng tới xây dựng các quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài trên các cơ sở chuyển giao công nghệ cao, cùng có lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp và hữu cơ, công nghệ số. Tổng thống Pháp đánh giá hợp tác và giao lưu giữa văn hóa, sôi động giữa hai nước là điểm sáng trong quan hệ song phương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trung tâm văn hóa của hai nước ở Việt Nam và Pháp, mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện,
thuận lợi cho các hoạt động của Viện Pháp tại Việt Nam cũng như Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với ý kiến của Tổng thống Pháp, đồng thời đề nghị Pháp duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các dự án về y tế, đặc biệt với nguy cơ dịch bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, Thủ tướng đánh giá cao các chương trình giảng dạy tiếng Pháp và dạy bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, mong muốn Pháp tạo điều kiện hơn nữa cho học sinh sinh viên trao đổi, học tập, nghiên cứu tại Pháp, tăng số lượng học bổng và đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo cán bộ hành chính công cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao sự phối hợp của Pháp tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mong Pháp sẽ là cầu nối giúp tăng cường giữa quan hệ giữa Việt Nam cũng như ASEAN với EU, nhất là khi Pháp chuẩn bị đảm nhiệm Chủ tịch EU vào tháng 1 năm 2022. Hai bên nhất trí tích cực triển khai và tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, đồng thời thúc đẩy quá trình phê duyệt Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, tạo động lực, tạo xung lực cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và EU. Tổng thống Macron cho biết, Pháp đã sẵn sàng tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững với Việt Nam và hứa sẽ xem xét thúc đẩy Ủy ban châu Âu, EU sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron nhất trí ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Thủ tướng nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ, đối tác chiến lược giữa hai nước. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở nhiều tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị ghi nhận hàng trăm ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Thanh và những ngày qua. Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ cuối tháng 9 tới nay, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 37 xã của 8 huyện, tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn 1.900 con trên 122.000 kg. Ngành thú y nhận định, virus có sức đề kháng cao, mầm bệnh đã lưu hành rộng trong quần thể, đường lây truyền phức tạp, là một trong những nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát mạnh. Trong khi nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng trực tiếp thức ăn cho lợn từ nguồn đồ ăn dư thừa thu gom, sử dụng nước ao hồ chưa qua xử lý để tắm cho lợn cũng khiến dịch bệnh dễ lây lan. Ngoài ra, người dân còn có lợn ốm lợn chết không báo ngay cho cơ quan chuyên môn mà mổ thịt chia nhau ăn, chất thải không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường, gây khó khăn trong công tác kiểm soát giết mổ. Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều gây ngập lụt cũng khiến mầm bệnh phát tán nhanh. Theo ông Tống Văn Giáp, Phó Chi cục trưởng Chăn nuôi thú y Thanh Hóa, để khống chế dịch bệnh, các địa phương phải tiêu hủy ngay toàn bộ lợn mắc bệnh, hộ dân vùng hóa chất và vôi bột tiêu độc, khử trùng chuồng trại và những khu vực có nguy cơ cao. Thanh Hóa đặt mục tiêu đến ngày 5 tháng 12 sẽ công bố hết dịch. Toàn tỉnh hiện có hơn 335 trang trại và hàng nghìn gia trại chăn nuôi lợn, trong đó có nhiều trang trại quy mô lớn ở các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Nông Cống. Nghệ An ghi nhận hơn 169 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 19 huyện, thành, thị chưa qua 21 ngày. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh nhận định, từ tháng 9 tới nay, dịch vụ có xu hướng bùng phát mạnh tại các hộ nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, hơn 12.400 con với tổng lượng hơn 600.000 kg đã phải tiêu hủy. Ngày 3 tháng 11, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các huyện thị tập trung nguồn lực phòng chống dịch, không để phát triển ổ dịch mới, tiêu hủy triệt để lợn bệnh. Người chăn nuôi được khuyến cáo theo dõi sức khỏe đàn lợn. Nếu có hiện tượng ốm, chết, bất thường cần báo ngay cho cơ quan thú y. Tại Hà Tĩnh, từ tháng 9 dịch cũng bùng phát, lây lan ra 18 xã phường, thị trấn của 9 đơn vị cấp huyện. Ông Nguyễn Khắc Khánh, Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, cho biết lợn nhiễm bệnh chủ yếu là một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tính riêng trong đợt dịch bùng phát tháng 9 đến nay, cơ quan chức năng đã phối hợp tiêu hủy hơn 300 con lợn. Hiện địa bàn còn 25 ổ dịch chưa qua 21 ngày. Virus tả lợn châu Phi chưa có vaccine để xử lý triệt để, do vậy cứ tồn tại âm ỉ trong những ổ dịch cũ. Ngoài ra, thời tiết thay đổi, đặc biệt là xảy ra lũ lụt, virus đi theo dòng nước cũng là nguyên nhân khiến dịch phát sinh nhanh. Ông Khánh cho biết thêm, Hà Tĩnh có tổng đàn 383.000 con lợn, trong đó 58% thuộc quy mô trang trại, 42% thuộc quy mô nông hộ. Để dập dịch, ngành thú y đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các địa phương khoanh vùng, bảo vệ, đàn nuôi, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình giấu dịch. Ngày 29 tháng 10, hàng chục con lợn của 4 hộ dân ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũng được ghi nhận mắc dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền huyện Cam Lộ đã tổ chức tiêu hủy, tiêu độc khử trùng, tuyên truyền người dân thường xuyên sử dụng vệ sinh chuồng trại và có các biện pháp phù hợp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Tính từ đầu năm 2021, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở 6 huyện thị của tỉnh Quảng Trị, buộc phải tiêu hủy hơn 1.500 con. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hưng Yên hồi đầu tháng 2 năm 2019 sau 7 tháng lan ra 63 tỉnh thành. Nhiều địa phương phải chi hàng nghìn tỷ đồng để ngăn chặn dịch. Dịch cũng làm sản lượng thịt giảm, giá thịt lợn tăng vào cuối năm 2019. Anh có thể đã chạm đỉnh dịch sau 4 tháng mở cửa. Theo các nhà khoa học của Zocovid, chương trình theo dõi lây nhiễm nCoV tại Anh được Đại học King College London hỗ trợ phân tích số ca COVID-19 ở người dưới 18 tuổi bắt đầu giảm rõ rệt từ tháng 10.
cho thấy đây có thể là thời điểm Anh chạm đỉnh dịch năm nay. Nhận định Anh đã chạm đỉnh dịch được SARS-CoV-2 đưa ra 4 tháng sau khi nước này mở cửa, tuyên bố được tự do. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, Anh dỡ bỏ gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch, kể cả đeo khẩu trang và duy trì giãn cách. Hôm qua báo cáo thêm 37.269 ca COVID-19, giảm nhẹ so với 41.299 ca được công bố một ngày trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân COVID tử vong vẫn đáng lo ngại. Số ca nhiễm tại Anh tăng mạnh sau 2 tháng qua, sau khi chính phủ dỡ bỏ hoàn toàn mọi biện pháp chống dịch vào ngày 19 tháng 7. Đầu mùa thu, ca nhiễm tại Anh tăng mạnh ở nhóm trẻ em trung học cơ sở. Phần lớn trẻ nhiễm virus đều chưa tiêm vaccine COVID-19. Văn phòng Thống kê Quốc gia ước tính hơn 8% trẻ thuộc nhóm từ 7 đến 11 tuổi trên toàn quốc nhiễm nCoV trong vòng một tuần trước ngày 22 tháng 10. Tỷ lệ nhiễm cao và kéo dài ở trường trung học đã nâng mức nhiễm dịch trong cộng đồng. Với chương trình tiêm chủng cho trẻ em đang được triển khai, giới khoa học kỳ vọng ca nhiễm mới bắt đầu giảm thời gian tới. Các nhà nghiên cứu báo cáo xu hướng diễn ra không đồng đều giữa các địa phương. London, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có thể ghi nhận xu hướng này là đầu tiên. Các nhà nghiên cứu tại Imperial College cũng đưa ra kết luận tương tự với số liệu thu thập vào cuối tháng 10. Trong khi đó, một số nhà khoa học cảnh báo rằng ca nhiễm giảm chỉ mang tính tạm thời do trẻ em nghỉ học giữa kỳ. Chuyên gia thống kê Kevin McConway cảnh báo diễn biến tiếp theo của dịch COVID-19 vẫn vô cùng khó đoán và đợt giảm có lẽ không kéo dài. Ông cho rằng dù COVID đã đưa ra một số nguyên nhân hợp lý cho xu hướng ca nhiễm giảm, đây nhiều khả năng vẫn chỉ là kỳ vọng thay vì dự báo chắc chắn.